chào mọi người. Thì ngày hôm nay Vi làm một video này, cái thứ nhất là muốn gửi đến chị Ngô Quân một lời cảm ơn hết sức là chân thành luôn nè. Tại vì là chị ấy là giúp cho Vi là thoát khỏi cái tình trạng là lép. Còn cái thứ hai nữa, có rất là nhiều bạn là hay bảo là mình nhỏ con rồi mà vòng 1 còn khiêm tốn còn lép nữa. Thì ngày hôm nay là mình làm video này một trong hai luôn nha, muốn gửi đến là chị Ngô Vân và mọi người là hay bảo mình lép, thì ngày hôm nay là không có lép nữa nha. Thì nói chung là đều có bí quyết cả thôi. Ngày trước là thật sự luôn, mấy bạn bảo là mình lép thì là ok, mình thừa nhận là mình có lép, nhưng bây giờ là không còn nữa nha. Thì bí quyết của mình chính là đây, kẹo mầm lúa mạch thảo mộc 37 của chị Ngô Vân bán cho mình. Một hộp như thế này là chỉ có giá là 150 thôi nha mọi người. Đây, thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem bên trong của nó như thế này. Và kẹo này hết sức đặc biệt hơn những kẹo khác nha mọi người, là cái vị nó rất là dễ ăn nè, ngọt ngọt, dạng là ngọt vừa thôi chứ không phải là quá ngọt nha mọi người. Và đặc biệt nha, cái kẹo này là nhập khẩu là sâm tố nữ 100% đến từ Thái Lan nha mọi người, nên là khi mình sử dụng nó sẽ có hiệu quả tăng gấp 20 lần so với những sản phẩm khác trên thị trường nha. Nếu như bạn nào mà có sử dụng rồi mà cảm thấy là mình chưa được hiệu quả nè, thì mấy bạn nên dùng thử cái kẹo này nha. Đây, rất là dễ ăn luôn. Thì bây giờ là mình ăn cho mọi người thấy nha. Một ngày thì mình sử dụng từ 6 đến 8 viên. Một ngày buổi sáng mình dùng 4 viên, còn buổi tối thì mình dùng 4 viên. Các bạn có thể là uống với nước ấm á, để cho hiệu quả của kẹo này tăng nhiều hơn ha. Nó dễ ăn, nó là thơm đó mọi người. Mọi người thấy không? Đây, trường hợp đây là mình đã dám mặc những cái bộ cánh mà hơi hở một tí rồi. Rất là đẹp luôn. Con gái mà có vòng một khiêm tốn thì hơi bị tự ti á mọi người, thật sự luôn. Đây. Và nha mọi người, là ban đầu là mình mua 5 hộp. Mình mua 5 hộp như thế này, mình sử dụng được 3 hộp rồi. Và bây giờ chỉ còn lại 2 hộp thôi. Thì mình sử dụng 3 hộp á mọi người, thì mình cảm thấy là cái vòng 1 của mình á, là mình hơi bị khó thở á, là mình lấy thước đo thì mình đo là nó đã to hơn là 4cm luôn ấy. Đây, rất là hiệu quả luôn. Bây giờ là mình không biết là phải nói như thế nào hết. Đành làm một em video nè. Cảm ơn chị Ngô Vân rất là nhiều. Chị ấy bán hàng cho Vi rất là chất lượng nha. Và cái thứ hai nữa mọi người ơi, khi mọi người mua hàng á, một hộp như thế này có giá 150, mọi người mua 2 hộp giá 250 và mọi người mua 3 hộp thì giá chỉ có 350 thôi nha, ngợi hơn cả 150 và mình được free ship nha mọi người. Vi cảm thấy là cái kẹo này nè mọi người, nó rất là hot trên thị trường luôn, và hôm bữa là Vi có thấy là xuất hiện trên TV luôn ấy mọi người. Nếu như mà những sản phẩm nào được xuất hiện ở trên TV á, thì sản phẩm ấy rất là chất lượng nè, an toàn đối với người tiêu dùng của chúng ta. Đây nha mọi người, hãy tin tưởng và sử dụng kẹo mầm lúa mạch tăng vòng một này nha mọi người, thảo mộc 37 của chị Ngô Vân bán á. Thì Vi có tắt ở phía bên trên á, là em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Chúc cho những ai đang có vòng một khiêm tốn giống Vi nè, ngày hôm nay được căng tròn á, thì hãy liên hệ ngay chị Ngô Vân nha. À mà quên nữa, có một tin vui đối với những mẹ bỉm sữa, những mẹ sau khi sinh rồi á mọi người, là vòng một mình luôn bị chảy xệ nè, không có được căng tròn á, và mình sử dụng cái loại mà kẹo mầm lúa mạch này á, cái thứ nhất là vòng một của mình trở nên săn chắc hơn, và cái thứ hai nữa hồng những chỗ cần hồng nha. Tạm biệt mọi người.